con này đó. Cái nó hơi cái này đóng về đây nè. Nhìn đơn giản vậy mà gói không được. Nhiêu 150 cái hả? Má gói đâu cần lấy kéo cắt gì đâu, để cột luôn mà. Cấp lại như nè, để như nè, phải dặn như nè, thấy không? Chút nữa làm cho coi nè. Nãy giờ chưa thấy cái thế, mà ngồi đây mới thấy thế nè, đó. Để này, đó. Mất này, phải nhận hai góc này này, đó. Ụp cho xuống này, được tốt này đó. Thấy thế rồi. Để ý lần nữa là biết làm rồi. Nắm tay dặn
hai cái lá. Đây con đi sản phẩm cũng rành rẽ rồi ha. Còn qua đây sản phẩm của nhân viên tập sự nè. Ủa nãy gì em? Mấy bánh gì? Mùa này mà gói bánh bán là đắt lắm á. Đó, bên này mình nấu bánh tét nấu 12 tiếng nha, còn bánh ú thì nấu 3 tiếng. Rồi nấu nấu này nè, ở dưới là bánh tét. Nấu chơi cái gọc cây to như này. Tung củi vàng. Thì 2 tiếng. Chuẩn bị củi bên kia quá trời luôn rồi.